Âu Đức nuôi heo ăn chuối, 7 tháng đã bỏ túi 657 tỷ đồng. Trong thư gửi cổ đông về tình hình kinh doanh mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức, tức Bầu Đức, chủ tịch hội đồng quản trị của Hoàng Anh Gia Lai cho biết, doanh thu thuần của Hoàng Anh Gia Lai trong tháng 7 đạt 393 tỷ đồng, trong đó chăn nuôi heo mang về 145 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng, tăng 25% so với tháng 6 năm nay. Biên lợi nhuận sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai đạt gần 32%. Lũy kế 7 tháng đầu năm nay, công ty của Bầu Đức đã tiêu thụ 105.961 con heo thịt, 138.792 tấn cây ăn trái, doanh thu thuần 7 tháng ghi nhận là 2.260 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7 tháng là 657 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch đề ra cả năm. Trước đó, Bầu Đức từng gửi tặng toàn bộ cổ đông dùng thử sản phẩm thịt heo ăn chuối và tuyên bố ông sẽ sớm đưa ra thị trường thịt heo ăn chuối độc nhất vô nhị. Heo tại các trang trại của Hoàng Anh Gia Lai được nuôi với thức ăn có 40% là chuối, còn lại là bắp, đậu nành và các loại vitamin, thảo dược để thay thế kháng sinh. Hồi đầu năm 2020, Bầu Đức cũng đã thử bán ra thị trường hơn 100 con heo ăn chuối và nhanh chóng được bán hết.